Thưa các bạn, tôi vẫn đang phải ở lại Hội An. Chiều hôm nay tôi vẫn chưa thực hiện được cái công việc mà chúng ta đang cần phải giải quyết, đó là bắt hai ngư tinh ở biển Cửa Đại. Tôi đã liên hệ và thuê được thuyền. Có một vài cái lý do mà hôm nay tôi chưa tiến hành được việc này. Thưa các bạn, biển Cửa Đại là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng của Hội An và của Quảng Nam. Cho nên những cái tính chất và những cái công việc mang tính tâm linh như thế này, tôi phải giải quyết một cách thấu đáo, hợp tình hợp lý và mang tính quảng bá hình ảnh cho Cửa Đại Quảng Nam. Cho nên mọi cái sự tính toán và mọi cái giải pháp tôi đưa ra nó phải sao cho nó phải hợp lý. Các bạn hiểu không ạ? Hợp lý với cái tính chất của cái điểm du lịch, địa điểm du lịch. Đây không phải là một cái địa điểm nào khác trên đất nước, mà đây là một điểm du lịch. Cho nên đây là một điểm nó giống như một cái điểm nhạy cảm của thành phố. Về cái vấn đề tôi vẫn nhắc lại, đến lúc này, thời điểm này tôi vẫn nhắc lại là cái việc làm cầu siêu của các nhà sư không giải quyết được vấn đề gì. Không giải quyết được vấn đề gì. Hôm nay tôi nói lại một câu này của một bạn comment. Một câu tôi nghĩ nó sẽ là slogan của tâm linh. Đó là cầu siêu bằng cầu xin cho siêu thoát. Cầu xin không phải cứ cầu là được. Còn đối với tôi, đó là khắc chế và dùng biện pháp mạnh để thứ nhất bắt nó, thứ hai là giải thoát cho các vong tà được siêu thoát. Nên tôi phải có sự chuẩn bị cho giải pháp và các cái bước của mình để khi hình ảnh lên với các bạn, mọi thứ nó phải có cái tính hiệu quả. Vì đây cũng là một điểm đen, thưa các bạn, cái điểm này nó cách cái đất liền này nó chỉ có vài cây thôi các bạn ạ. Cách đất liền chỉ có vài cây thôi. Mà buổi sáng nếu như sáng sớm mà thủy triều xuống thì có thể đi bộ được ra đến đó, đến điểm đó. Có thể đi bộ được ra đến điểm đó. Các bạn phải hiểu như thế. Cho nên đây là một cái điểm rất gần bờ và đây là một điểm đen. Điểm đen. Cho nên tôi phải giải quyết một cách triệt để bằng cái giải pháp sao cho nó có một sức gọi là thuyết phục cao để cái địa điểm du lịch này nó còn có những cái sức hút, chứ nó không vì cái điểm đen này để rồi nó bị ảnh hưởng đến tính chất du lịch. Các bạn hiểu chứ? Tâm linh nhưng cũng rất cần cái sự mọi thứ nó phải hài hòa với thực tế, hài hòa với cảnh quan. Chiều nay tôi nhận một cuộc điện thoại nói rằng sao thầy lại nói là các hành động của cầu siêu hôm ngày hôm qua, ngày hôm kia của thành phố là không hiệu quả. Sao thầy lại nói như thế? Tôi chỉ trả lời người ta một câu thôi. Đó là cái nhìn của tôi và quan điểm của tôi. Và tôi có giải pháp cho sự việc này. Tôi nghĩ người gọi điện đó là một người gì đó. Tôi không muốn cụ thể. Thì các bạn hiểu rằng tôi đang rất cẩn thận trong giải pháp để cho mọi hình ảnh lên nó có sức thuyết phục về tính hiệu quả. Để rồi Cửa Đại lại là một điểm du lịch gọi là mũi nhọn của thành phố Hội An. Các bạn hãy chờ tôi vào ngày mai, buổi sáng ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.